Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê sáng nay, ngày 3 tháng 9 năm 2021 trên kênh Phố Nước TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh đều giảm. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 giảm đi 10 USD trên tấn, với mức giảm là 0,48%, xuống mức giao dịch là 2.056 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 46.600 đồng một kg. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022, giá cà phê giảm đi 7 USD trên tấn, với mức giảm là 0,35%, xuống giao dịch ở mức là 2.021 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 45.800 đồng một kg. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD tại ngân hàng ACB, các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Tương tự đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục duy trì đà giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021, giảm thêm 1,3 cent trên bao, với mức giảm là 0,66%, xuống giao dịch ở mức là 194,35 cent trên bao. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021, giảm đi 1,2 cent trên bao, với mức giảm là 0,61%, xuống giao dịch ở mức là 197,05 cent trên bao. Như vậy, đây là phiên giảm thứ 3 trong tuần này đối với giá cà phê Arabica. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, trong phiên vừa qua, giá cà phê ở hai sàn đều giảm. Trên sàn London, giá cà phê đã chủ động giảm ngay từ đầu phiên khi có dấu hiệu bước vào vùng mua quá mức. Giá cà phê New York tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi có những cơn mưa dài hạn đầu mùa ở vùng Minas Gerais, bang sản xuất cà phê Arabica lớn nhất của Brazil. Thị trường cà phê châu Á đang trong không khí giao dịch trầm lắng do Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiếu nguồn cung, trong khi cuộc khủng hoảng COVID-19 tại Indonesia cản trở hoạt động giao dịch ở nước này. Tình trạng phong tỏa ở Việt Nam đang làm tăng thêm mối lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê được điều chỉnh giảm mạnh so với phiên giao dịch trước và không theo đà giảm của giá cà phê trên sàn London. Theo đó, giá cà phê sáng nay ghi nhận được thu mua ở mức từ 39.400 đến 40.500 đồng một kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tại khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc sáng nay thu mua ở mức là 39.500 đồng một kg. Tại huyện Di Linh, giá cà phê là 39.400 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức từ 40.100 tới 40.300 đồng một kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 40.300 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 40.100 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, mức giá là 40.100 đồng một kg. Khu vực huyện Chư Prong, giá cà phê là 40.000 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay ghi nhận ở mức giá là 40.200 đồng một kg. Giá cà phê tại khu vực huyện Đắk Lắk, mức giá là 40.100 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua ở mức là 40.000 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận mức giá là 40.300 đồng một kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 40.500 đồng một kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức giá là 40.700 đồng một kg. Tại công ty thì giá cà phê ghi nhận ở mức là 40.600 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 3 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.